Chào các bác nhá. Nay tôi là đi đào rúi. Đang đào một con này, sâu lắm. Mùa này rúi khó tìm lắm các bác ạ. Khó tìm xong đào thì sâu nữa. Mùa này tìm rúi khó lắm. Đào thì sâu, lại khó tìm. Nó đang bị lố lại, đào đến bị lố rồi. Nó không biết lấy được không. Chưa thùng lố. Thùng lố chưa? Thùng lố con này chắc đến hay. Tìm muối chưa? Có phải không? Thùng đến nó không phải nhá các bác nhá. Liều thò tay vào xem. Mùa này tìm rúi rất khó tìm luôn, tìm thấy đào cũng khó luôn, rất sâu. Thấy rồi nha. Thò tay vào xem còn sâu không? Nghe kêu rồi nhưng mà không nghe thấy. Kêu gì á? Thế mới tốn được ở đấy. Ừ. Để tao. Đúng này, đúng để tôi coi. Coi đi. Các bác. Không nghe, không dám tốn. Tôi xuyên tùm dối nha. Đúng rồi nhá. Đang ấy. Ra chưa? To không? Chưa thùng lố. Đủ bữa ăn không? Hả? Đủ bữa ra. Thấy cái mông lòi ra. Cái mông hả? Đá, cái đá nhảy ra thôi. Cái lỗ ở đâu? Như cái lỗ treo lên trên sao đây này. Kìa, thấy không? Thấy chưa? Thấy cái muối à? Tìm muối thôi á? Cái đầu ra ngoài kìa. Quả này to không? Nguy hiểm lắm. Hả? Thỏ tay vào cái này. Ngay. Lòi mồm ra rình. Ừ, có bữa tiết canh rúi. Đây, đây. Ở đấy. Ừ. Không thấy được. Trong này có băng á. Ừ. Chọc cho nó lòi ra. Ừ, con này cũng to. Đấy, đấy. 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 Ra này. Nó to rồi đấy. À. Không chịu ra. Trong này, bác thấy không? Đấy. Đấy, kéo ra. Thôi, cứ để đấy. Đằng nào nó cũng ra. Đây, cầm để tao không bắt. Bắt dế đấy mà. Đây. Chọc trên đi. Cắn à? Cắn đi, các bác nhá. Đúng rồi.
Ô cái thằng mày. Thế mà cắn. Thế mà gớm đấy. Quá đen. Thế ta. Rúi cắn đấy các bác nhá. Đen thế. Đây này, kêu lấy rúi thế này. Đấy. Không quay à? Có. Đến được không nhá. Ấy ấy ấy. Tùm túm lấy cái đầu của nó bị cắn. Đây. Được các bác nhá. Mình bị cắn tay này. Quạt đen. Đen thế. Lần đầu tiên bị rúi cắn. Bắt cho vào túi đi. Chào các bác nha. Giờ đang nấu cơm tối nha. Sinh tồn trong rừng này khổ lắm. Dùng xẻng làm vung. Nay mà tôi đi hai người nhé. Cơm đây. Cơm nấu chín ở đây à. Giờ đang nấu rau nhé. Rau chín là ăn. Khổ lắm các bác ạ. Các bác nhớ xem video và bấm đăng ký kênh ủng hộ nhé. Nhìn xuống mắt như trong vòng dần đá thế này rồi. Xui đấy. Sắp được ăn rồi các bác ạ. Trong rừng già nhé các bác nhé. Rừng non thôi. Chẳng có cái gì. Cầm trắng. Nấu tí canh. Xôi sắp được ăn rồi các bác ạ. Bây giờ là 20 giờ các bác nhé. Cơm. Mới hôm nay lên, hôm nay chưa được gì nhá các bác nhé. Đang đào được một con rúi thôi. Mời các bác ăn cơm nhá. Này, chỉ thế thôi. Ừ. Thịt rúi là nấu măng chua nhá các bác nhé. Ừ. Không phải không? Ừ. Răng à. Ngon này. Các bác ăn cơm. Nhìn cái lên. Không đạt được. Ăn cơm không yên. Rồi, ăn cơm rồi. Cơm đã ăn no rồi. Nhưng mà không biết ngủ đâu được đây. Ăn no cái bụng xong thì bây giờ lại lo chỗ ngủ.
Chán lắm. Mà người ta đào đi thôi, người ta mà không đào hôm nay phải ăn đủ. Đèo. Mà hết pin là không quay được. Đến rồi các bác nha. Rồi. Con này té rồi. Bắt đi. Để cắn đấy, tôi qua bắt một con này cắn vào. Chú ý vào đào được sâu thì chết. Ai không thấy. Thấy không? Chạy đâu. Chào buổi sáng nhé. Bây giờ đang 6 giờ nhé. 7 dưới rồi. Đâu đang 6 giờ. Buổi sáng chào con đầu tiên đây. Ôi giời pin. Thôi hôm nay mình không mang dự phòng lên sạc máy. Máy hết pin rồi các bác ạ. Hôm nay chắc là có rối nhiều nhưng mà máy hết pin không quay được.